Ngày 12 tháng 2 năm 2014, ông Phan Khắc Cử, Phó Giám đốc khu du lịch thung lũng tình yêu Đà Lạt cho biết, vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, ngựa phục vụ đưa khách du lịch dạo chơi và làm kiển chụp hình tại các khu du lịch sẽ tham gia tranh tài ở đường đua thung lũng tình yêu. 16 chú ngựa tốt nhất được lựa chọn từ hơn 100 chú ngựa phục vụ du lịch tại các khu du lịch Hồ Than Thở, Hồ Xuân Hương, Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Lang Biang và ngựa của người dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng sẽ tháo bỏ tất cả dụng cụ phục sức của ngựa du lịch để trở thành những chiến mã và tham gia đường đua. Tất cả số ngựa này là ngựa rừng được thuần chủng dưới sự huấn luyện của những nài ngựa chuyên nghiệp tại Đà Lạt và người dân tộc Chiêu sống dưới chân núi Lang Biang. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị như rào sân, xới đất để chuẩn bị cho cuộc đua đã gần như hoàn thành. Các tay đua cũng đã đưa ngựa đến sân đua thung lũng tình yêu để tập luyện. Phục lại cái hoạt động ngựa phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt. Sau mấy năm gián đoạn với cái tổ chức giải đua ngựa thì năm nay những ngày tình yêu, ngoài hoạt động văn hóa chào mừng tôn vinh tình yêu và cuộc sống thì công ty cũng tổ chức cái giải đua ngựa lần này. Giải đua ngựa lần này huy động 16 con từ các khu du lịch khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt với sự tổ chức và chủ cái chủ đạo cũng như là nhiệt tình của các kỳ mã thì mong rằng đây là một cái hoạt động rất là sôi nổi hào hứng. Những cái năm ngựa cũng là một năm thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh tại khu du lịch thuộc tình yêu để đáp ứng phục vụ nhu cầu tham quan và giải trí của du khách. Anh Đặng Phan Công Tiến, người chuyên huấn luyện ngựa thồ thành ngựa đua tại khu du lịch thung lũng tình yêu cho biết, cuộc đua lần này sẽ mang lại nhiều nụ cười sảng khoái cho du khách. Tất cả ngựa đua mấy hôm nay đang được chăm sóc rất kỹ để chuẩn bị cho cuộc đua, từ khâu cho ăn đến thay móng ngựa được chuẩn bị rất chu đáo. Nếu mà mình từ con ngựa thồ lên con ngựa đua, mình phải lựa từng con nào xuất sắc thì mình mới đem đi đua được. Xuất sắc là ngựa chiều cao và đẹp từ chân tới tay hoặc lông. Nếu huấn luyện con ngựa thồ hay con ngựa đua, mình phải lựa con ngựa nào đua được mình mới huấn luyện. Ngoài đua ngựa trong ngày 14 tháng 2, tại thung lũng tình yêu sẽ có nhiều hoạt động diễn ra để phục vụ du khách nhân ngày lễ tình nhân.